Hi, xin chào, chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Và có lẽ anh em đã nghe nhiều về mẫu CPU thế hệ 10 đúng không? Thời điểm hiện tại ấy, các mẫu CPU thế hệ 10 chỉ có trên laptop thôi. Mà sản phẩm mình đã mang tới cho anh em một mẫu laptop có sử dụng CPU thế hệ 10, đó chính là CPU i7-10510U. Nhưng mà về thực tế nó vẫn là CPU 14 nanomet thôi. Ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em một mẫu laptop sử dụng CPU thế hệ 10, chính xác là CPU 10 nanomet của Intel. Đó chính là mẫu HP Pavilion đang có đây. Vậy thì chúng ta sẽ nói luôn về phần điểm mạnh rồi chúng ta sẽ tới điểm yếu của mẫu laptop này. Từ trước đến nay, cả đồ họa tích hợp Intel HD Graphics thì không được anh em giới game thủ đánh giá cao cho lắm. Còn các anh em làm việc thì đương nhiên rồi, nó vẫn rất là tiện lợi. Nhưng mà tuy nhiên mình sẽ không nói đến cái khoản này ở trong video này. Intel HD Graphics mới hiện tại trên các mẫu CPU là 620. Về anh em chơi LL thì đơn giản thôi, LL vẫn chơi tốt ở mức gọi là low setting thôi. Mình đảm bảo 100% anh em xem các video trên mạng sẽ không còn chính xác ở tại thời điểm hiện tại nữa. Bởi vì nó là đã update rất nhiều các cái hiệu ứng rồi, nên FPS tụt rất thảm. Và dòng mạnh hơn Intel HD Graphics là Iris Plus, mà tuy nhiên nó chỉ xuất hiện ở trên một số các CPU đặc thù hoặc là trên các mẫu MacBook ấy, chắc anh em biết rồi. Còn các sản phẩm bình thường ấy sẽ không có. Tuy nhiên ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em cái mẫu laptop này sẽ sử dụng CPU thế hệ 10 có tên là i7-1065G7. Nghe hơi dị một chút thì chúng ta sẽ nói về vấn đề đặt tên này sau. Được tích hợp Intel Iris Plus đi kèm với 8GB RAM và 512GB SSD. Khi mà giá RAM lẫn SSD bây giờ càng rẻ rồi thì các hãng có vẻ như đã tích cực tích hợp thẳng luôn SSD làm tiêu chuẩn rồi. Và với 8GB RAM anh em sẽ có thể làm được rất là nhiều việc, gần như các công việc văn phòng hay là giải trí nhẹ nhàng ấy sẽ không cần phải mua laptop về phải quan tâm phải nâng thêm một thanh RAM nữa hay là như nào cả, mua về và sử dụng, đó chính là mục đích cuối cùng khi anh em mua mẫu laptop này. Và mình sẽ test thẳng luôn, đó là tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Thì sẽ có một số lưu ý dành cho anh em, đó chính là đấy, như mình đã nói, Liên Minh Huyền Thoại vẫn cứ là một tựa game rất là nhẹ thôi, tuy nhiên thì hiệu ứng update nhiều nên anh em đừng mang cái bài này ra so sánh với một số bài trên mạng, bởi vì những cái bài đấy đã không còn chính xác nữa rồi. Với mức max setting thì FPS sẽ dao động tương đối nhiều ở mức 60 đến 73 FPS. Thì với khung hình này anh em có thể gọi là farm nhẹ nhàng thì không vấn đề đâu. Nhưng mà có mắt tổng ấy, tung ra skill liên tục thì việc drop FPS sâu ấy là điều không thể tránh khỏi. Và ngay khi mình hạ setting xuống mức thấp nhất thì FPS đã ổn định ở mức 80 và có khi lên đến 100. Thì cá nhân mình đánh giá với một mức FPS như vậy thì anh em mua mẫu laptop này về để làm việc này, học tập này, hay thậm chí là try hard là leo danh thì cũng khá là ổn đấy. Rồi ok, thì đấy là phần cấu hình cũng như là một số thông tin hơi nhẹ nhàng một chút về vấn đề chơi game. Thì chúng ta sẽ tập trung đến các vấn đề khác, đó chính là phần thiết kế. Thì với mức giá của mẫu laptop này đó là dưới 20 triệu đồng và một cấu hình mình nghĩ tương đối là tốt, thì việc anh em đánh đổi nhiều đó chính là về phần thiết kế. Khi mà toàn bộ thiết kế của mẫu laptop này đều được làm từ nhựa, và có một điểm mình thấy không được ưng ý cho lắm, đó chính là các dòng Pavilion ở một số năm trước ấy, các phần khung máy ấy được làm bằng kim loại rất chắc chắn, anh em sẽ không thể có một chút nào gọi là flake cả. Nhưng mà tuy nhiên sang đến phiên bản này do có lẽ tập trung quá nhiều phần cấu hình nên phần khung bàn phím flake khá là nhiều. Có một điểm cộng vớt vát lại đó chính là về phần bàn phím, khi mà cảm giác gõ và độ nảy tốt này, phím phông chữ khá là đẹp và có cả phím 5 pad cho anh em nhập lệ văn bản tốt hơn. Phần trackpad thì nói chung là không to mà cũng chẳng bé, ổn để sử dụng ở mức độ thông thường. Về phần cổng kết nối đấy, hơi hạn chế. Mặc dù mẫu laptop này không phải là một mẫu laptop quá mỏng nhẹ, tuy nhiên HP trang bị khá ít cổng kết nối trên mẫu laptop này. Ở bên cạnh phải chỉ có 2 cổng USB Type-A và 1 cổng nguồn. Còn sang bên cạnh trái anh em sẽ có 1 cổng USB Type-C, 1 cổng HDMI. Rất tốt khi vẫn trang bị cổng gọi là khe thẻ SD và một jack audio combo. Hơi ít nếu anh em sử dụng cho các nhu cầu muốn lắp thêm một con chuột này, hay là sử dụng các ổ cứng gắn ngoài. Mình nghĩ anh em nên mua thêm một hub chuyển đổi nữa thì các công việc sử dụng sẽ tốt hơn. Và thêm một điểm cộng nữa trên mẫu laptop này đó chính là loa. Loa mình thấy HP làm tốt, mình thấy thực sự là tốt ở trong các phân khúc. Khi mà ở phân khúc dưới 20 triệu đồng ấy, anh em mua laptop ấy, loa thường nghe kiểu nghe cho có ấy. Nhưng mà tuy nhiên với mẫu laptop này thì không phải để nghe cho có đâu, anh em có thể mở để nghe nhạc trong căn phòng ấy, nghe nhạc hoàn toàn ổn thôi, không vấn đề gì cả. Còn về phần màn hình,
Phần mềm này sẽ là phần cuối cùng mình nói đến trong video này. Viền hai bên cũng gọi là mỏng, trên dưới thì cũng không quá dày. Và đây không phải là một màn hình IPS. Ở một số, đấy như mình nói năm trước ấy, các dòng laptop HP Pavilion, một là màn hình IPS, hai là màn hình TN. Và màn hình TN mà được phủ lên một lớp chống chói, nó cho cái cảm giác nhìn cực kỳ tệ luôn. Tuy nhiên, lên đến phiên bản này thì HP đã cải thiện được điều đó. Mặc dù vẫn không phải là màn hình IPS đâu, tuy nhiên góc nhìn hai bên vẫn tương đối tốt. Trên dưới thì rồi màu sắc sẽ thay đổi, nhưng mà cái cảm quan khi mình nhìn vào ấy thì nó vẫn khá là dễ chịu, và kiểu nó không có kiểu lớp sương mờ, mặc dù có chống chói nhưng sẽ không một lớp sương mờ mờ ấy. Cảm giác sử dụng ấy nó sẽ ổn hơn cho công việc như là kiểu soạn thảo nhắn văn bản hay anh em xem phim trên mẫu màn hình này. Vậy thì anh em thấy sao, có hứng thú về mẫu laptop này không? Đừng quên để ý kiến một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.